Xin chào quý vị và các bạn. Phút Nhiều Quê đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách trồng cỏ lúa mì chuẩn với các bước ngâm hạt, ủ hạt, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch rất kỹ. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại ở video trước trong đường link bên dưới. Trong video này, Phút Nhiều Quê sẽ thử trồng cỏ lúa mì theo một cách mới. Cách trồng cỏ lúa mì đơn giản nhất từ trước đến nay Phút Nhiều Quê thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị tất nhiên là hạt giống cỏ lúa mì đạt chuẩn của Phú Đi Nhà Quê. Một bình phun xương. Một khay đất hữu cơ và một cái khăn. Ở cách trồng cỏ này, Phú Đi Nhà Quê tạm gọi là cách trồng cỏ cho dân làm biếng. Vì với cách này, Phú Đi Nhà Quê sẽ không phải ngâm hạt, ủ hạt như trong bản hướng dẫn có trong bao hạt giống mà Phú Đi Nhà Quê gửi đến quý vị và các bạn khi mua hạt tại Phú Đi Nhà Quê. Hôm nay, Phú Đi Nhà Quê sẽ gieo hạt trực tiếp vào đất. Chúng ta cùng rải đều hạt lúa mì vào khay đất nhé. Nót nhẹ một chút xíu là Phú Đi Nhà Quê luôn cam kết với khách hàng hạt giống cỏ lúa mì tại Phú Đi Nhà Quê có tỷ lệ nảy mầm từ 95 đến 100%. Với tỷ lệ nảy mầm rất cao nên được khách hàng rất tin tưởng và ủng hộ. Tỷ lệ nảy mầm cao cũng gần nghĩa với việc dù trồng theo cách nào cũng sẽ đạt hiệu quả cao. Còn với những nguồn hạt giống tỷ lệ nảy mầm thấp thì Phú Đi Nhà Quê khuyên đừng làm theo cách này của Phú Đi Nhà Quê. Lý do vì sao thì quý vị và các bạn nên xem tiếp video để có câu trả lời chính xác nhất. Tiếp theo, Phú Đi Nhà Quê sẽ dùng bình phun xương phun đều vào khay hạt. Quý vị và các bạn cũng nên sử dụng bình phun xương hoặc vòi phun có chế độ nhẹ sẽ đảm bảo được phun đều, nhẹ nhàng, không làm hư hay ngã đổ cỏ lúa mì trong quá trình trồng, cũng như tiết kiệm nước cho gia đình và góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường của chúng ta. Sau khi phun đều vào mặt hạt, Phú Đi Nhà Quê sẽ dùng khăn tủ lên bên trên, tiếp tục phun nước vào khăn để khăn có độ ẩm, giữ ẩm cho hạt. Quý vị và các bạn có thể thay khăn bằng một miếng giấy báo. Chúng ta sẽ đặt khay hạt ở nơi mát, ngày tưới nước từ 3 đến 4 lần. Bắt đầu ngày thứ hai, hạt cỏ lúa mì của Phú Đi Nhà Quê đã ra rễ trắng phếu hết rồi. Quý vị và các bạn cũng thấy là hạt giống cỏ lúa mì của chúng ta lên rất đều, tỷ lệ nảy mầm có thể nói là 99 đến 100%. Mầm cỏ lên rất mập, lá cỏ chắc chắn sẽ phát triển xanh tốt. Khẳng định thêm một lần nữa là với hạt giống tại Phú Đi Nhà Quê, Phú Đi Nhà Quê luôn đảm bảo cho khách hàng tỷ lệ nảy mầm trên 95%. Với những nơi hạt giống tỷ lệ nảy mầm thấp, Phú Đi Nhà Quê lại một lần nữa khuyên chân thành là đừng trồng theo cách làm biếng này của Phú Đi Nhà Quê, vì với những hạt cỏ lúa mì không nảy mầm sẽ dễ bị mốc, thúi, làm ảnh hưởng đến những hạt bên cạnh. Kết quả cuối cùng là hỏng cả khay cỏ. Khi hạt đã bắt đầu ra rễ và nhú mầm, chúng ta bỏ khăn tủ bên trên đi để hạt đón ánh sáng và phát triển tốt nhất. Vẫn tiếp tục tưới nước ngày 3 đến 4 lần và đặt khay cỏ lúa mì ở nơi có ánh nắng nhẹ.
Hết ngày thứ hai, bắt đầu ngày thứ ba, mầm cỏ lúa mì đã nhuốm màu xanh đẹp mắt. Những mầm cỏ non mập mạp này hứa hẹn sẽ cho quý vị và các bạn một khay cỏ lúa mì xanh non mơn mởn, giàu chất dinh dưỡng. Không chỉ thế, nhìn những chồi non này, chắc chắn quý vị và các bạn cũng sẽ cảm thấy căng tràn sức sống, yêu đời hơn rất nhiều. Bắt đầu ngày thứ tư, cỏ lúa mì phát triển rất nhanh. Ở ngày thứ ba, chồi xanh non vừa nhú, rễ đã dài và khỏe bám vào đất, nên chỉ mới bắt đầu ngày thứ tư mà chồi cỏ vươn cao tua tủa như những mũi trông nhỏ. Phú đi nhà quê vẫn chăm sóc cỏ lúa mì bằng cách tưới nước ngày 3-4 lần. Quý vị và các bạn đừng quên dùng vòi phun sương tưới thật nhẹ nhàng nhé. Khi cỏ lúa mì đã bắt đầu bước vào ngày thứ năm, Phú đi nhà quê sẽ đem khay cỏ đặt ở nơi có ánh nắng nhiều hơn, nhưng chắc chắn không phải là nắng gắt. Cỏ lúa mì đã chuyển từ màu xanh non tơ thành màu xanh mạnh mẽ hơn. Những viên ngọc nước đọng trên những lá cỏ long lanh dưới màu nắng vàng nhẹ có sức hút thật khó cưỡng. Nếu quý vị và các bạn được nhìn thấy trực tiếp, chắc chắn sẽ thích thú hơn rất nhiều so với nhìn từ video. Vừa tròn 5 ngày để bắt đầu ngày thứ 6, cỏ lúa mì của Phú trên nhà quê đã rất cao, có thể cắt để ép nước uống. Nhưng cắt sớm như vậy thì hơi tiếc, mời quý vị và các bạn tiếp tục chăm sóc thêm từ 1-2 ngày nữa cùng Phú trên nhà quê nhé! Có rất nhiều khách hàng hỏi Phú trên nhà quê là trồng cỏ lúa mì có cần phải phun thuốc, bỏ phân gì không? Phú đi nhà quê xin trả lời chắc chắn là không nên phân thuốc gì hết. Hạt giống cỏ lúa mì hữu cơ nên chỉ trồng trên đất hữu cơ và chăm sóc bằng nước sạch để có thể thu hoạch được những khay cỏ lúa mì hữu cơ không nhiễm độc tố, không chứa mầm bệnh, giàu chất dinh dưỡng để an toàn cho chính bản thân và cho cả khách hàng khi mua cỏ lúa mì tươi. Lại có khách hàng hỏi Phú đi nhà quê, thời gian bao lâu thì thu hoạch cỏ lúa mì? Trả lời lại có lẽ hơi thừa vì Phú đi nhà quê đã nhắc đến rất nhiều lần trong các video trước, nhưng vẫn xin nhắc lại là thời gian thu hoạch chuẩn nhất là sau 7-12 ngày trồng, tùy theo mùa nắng hay mùa mưa, tùy theo người trồng cỏ xanh tốt như thế nào. Nhưng tốt nhất là quý vị và các bạn đừng để cỏ quá lâu, cỏ sẽ già, cứng và mất chất. Với cách trồng cỏ lúa mì đơn giản nhất, cách trồng cỏ mà Phú Đi Nhà Quê khuyến mại cho cái tên, cách trồng làm biếng, thì chỉ sau gần một tuần, chúng ta đã có một khay cỏ xanh tốt đầy chất dinh dưỡng, có thể thu hoạch, ép nước uống, chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.
Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cảm thấy thích thú với cách trồng cỏ lúa mì mới mẻ này. Và đừng quên liên hệ với Phú Ri Nhà Quê để đặt mua hạt giống cỏ lúa mì hữu cơ không biến đổi gen qua số hotline 097-262-1813 hoặc truy cập vào website phuriniaque.com. Chúc quý vị và các bạn thành công với những gì mà Phú Ri Nhà Quê đã hướng dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại!